Ông cháu cắt tóc kiểu gì ông cháu? Chú có cắt được kiểu leo bông không? Leo bông á? Sao mẹ hỏi chú có cắt được kiểu leo bông không? Tại sao thế? Chú toàn cắt kiểu môi gần chéo rồi. Kiểu nào chú mày chả cắt được? Thằng nào bảo mày là chú chỉ biết cắt mỗi môi gần chéo? Thằng nào? Thằng đằng sau này à? Có phải là ngày không? Rồi. Hả? Đúng rồi. Thằng này mày sao mẹ bảo chú biết cắt mỗi môi gần chéo hả? Chú có biết đâu. Em có biết. Nhà mày lần sau mày đừng có nói linh tinh nhá. Vâng. Làm quả leo bụng luôn nhá. Vâng. Ngủ đi. Dậy đi ông cháu ơi, xong đấy. Quả leo bụng của cháu đẹp rồi. Đấy, leo bụng của ông cháu đấy được không? Ông chú cắt được quá ông cháu ơi. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. Ừ, rồi rồi, thế thì tình hình bây giờ ông cháu đi đâu ấy? Cái cháu chở bạn gái cháu đi sinh nhật ạ. À, đi sinh nhật ai? Đi sinh nhật bạn gái cháu. Đi sinh nhật bạn gái à? Rồi. Ông cháu đi xe gì đấy? Cháu đi Vision xi măng. Ui dồi, Vision xám xi măng bây giờ nó là hot nhất hiện nay rồi. Bây giờ thằng nào đi xe Vision xám xi măng nhiều gái theo lắm ông cháu ạ. Ê thôi, nói thế thôi thì của ông cháu cắt lốp nhá. À, có bo thì bo, không bo rồi. Ê, tiền đâu ông cháu nhỉ? Tiền đâu chú ơi. À, bo luôn 100 là 200 à? Vâng. Ok, thank you ông cháu luôn đi. Vâng, cầm lấy tiền. Ý mua sữa cho con uống. Rồi, xong.